Xin giới thiệu văn phòng Protech and Accounting Corporation do anh Michael Nguyễn, cựu thanh tra thuế vụ IRS và FTP từ năm 1988. Văn phòng khai tất cả các loại thuế cá nhân, business, giữ sổ sách kế toán, lương nhân viên, thuế buôn bán, thuế cá nhân, công ty. Có dịch vụ xin số an sinh xã hội để khai thuế cho vợ hoặc chồng còn ở Việt Nam có đại diện thân chủ trước IRS. Văn phòng tọa lạc tại số 3005 Silver Creek Road, Suite 122 trong khu Palama Plaza, San Jose. Điện thoại 408-280-1474.